Bữa nay là 20, ngày 26 hay 25? Ngày 26 sao? 26 tháng 8 2021. Thì như rất nhiều người bởi vì cái thời nói chuyện ở trên Zoom cũng như YouTube nó giới hạn. Thành ra vị nào mà có những câu hỏi gì gửi trả lời và thầy trả lời thì trong cái hiểu biết của tôi, bởi vì cái kiến thức của tôi nó cũng rất là nhỏ, thấy không? Thành ra tôi trả lời, mà quý vị thấy cái nào mà tốt thì theo, còn không tốt thì quăng vô thùng rác, không có mắc đền. Cũng như vấn đề mà tôi khuyến khích mà tụng kinh mà Phổ Môn hay lại kinh Pháp Hoa đó, thì cũng có một rất nhiều người áp dụng thấy có kết quả, nhưng mà cũng có một vài người thì chưa lại kinh mà đã chỉ trích rồi. Thì cái đó là tôi cũng xin lỗi quý vị rằng tôi nói khuyến khích quý vị tu là bởi vì tôi đã rút tư kinh nghiệm đó, tôi thấy có kết quả. Và nếu mà quý vị tu được thì cái người mà hưởng đầu tiên là quý vị, rồi những người xung quanh gia đình quý vị đó. Có những người mà nói rằng cha mẹ già không có lại kinh được, nhưng mà con lại kinh, con hồi hướng thì con thấy cha mẹ con có kết quả, gia đình đó, thấy không? Còn cái chuyện mà một số người chỉ trích là nói ông Huyền Diệu, ông Vũ lại kinh để ông có phước, cái chuyện này là cái chuyện quý vị đó nghĩ ha. Cũng như Đức Phật cho chúng ta những cái phương thuốc để mà mình sống được an lạc hạnh phúc, thì người hưởng đầu tiên của mình cũng như nói rằng cũng như là mình ban bố cái tình thương người ta vậy đó, cũng như mình là cái người tặng cái bông hồng, thì mình là cái người được cái tay mình được ra thơm đầu tiên. Nhưng mà có người là họ nghĩ khác. Thành ra tôi lặp lại xin thưa quý vị, tôi năn nỉ quý vị và tôi cũng khẩn cầu là chia sẻ cho quý vị những cái điều mà chúng tôi may mắn được học từ ông sư phụ tôi. Và quý vị mà thực tập được mà quý vị có hạnh phúc thì đó là một cái niềm vui, nhá. Còn quý vị nào mà chưa thực tập mà chửi mắng tôi thì xin quý vị chứ đợi kết quả trong tương lai. Thì quý vị sẽ thấy gì? Cũng như Đức Phật dạy mình năm giới cấm, Đức Phật dạy mình đừng ăn trộm ăn cắp. Nhưng mà có người đâu có tin, vẫn ăn trộm ăn cắp. Có người dùng những lưỡi đôi chiều, những cái lời hung ác, thì quý vị thấy cuộc đời đó là quý vị thấy không? Tôi có những cái điều nào mà Đức Phật nói thì tôi lặp lại y như là tôi nói Đức Phật nói, còn cái điều nào của tôi nói thì tôi nói. Tôi không có thích mà mượn cái đầu này mà gắp cái đầu kia. Và vì nào mà không có thực hành những cái lời dạy Đức Phật đó, thì xin quý vị chứ chứ làm theo quý vị thì những ngày cuối cùng trong cuộc đời quý vị thấy. Và trước khi những ngày cuối cùng đó, quý vị có thể quan chiếu những người mà làm phá ca gia đình người ta, rồi đi lừa đảo lừa gạt người ta, thì quý vị đã thấy thôi. Tôi biết rất rõ. Bây giờ là tôi mà đọc tên ra nó có quý vị cũng mấy ngày cũng không hết nữa. Bây giờ tôi là cái người mặc dầu là tâm linh nhưng mà rất là thích theo cái khoa học và hợp lý. Nó thành ra tôi lặp lại rằng như tôi lặp lại nó là cái luật của vũ trụ. Cũng như quý vị thấy không? Cũng như mình đó, ta thường thường đó mình dùng cái lưỡi mình chửi người ta thì mình là cái người đầu tiên. Cũng như cái tiếng Việt mình người ta thường nói đó, ngậm máu phun người, mình ngậm máu mình phun vô người ta cho nó dính đó. Nhưng mà đầu tiên là cái miệng mình, nó dơ miệng mình trước, chưa chắc là trúng người khác đó. Thành ra quý vị nào mà có những cái tật xấu hay là cái nghiệp chướng đó, có những người đó ngày nào mở miệng ra là chửi bới người này người nọ. Thành ra tôi thấy là phần lớn là những người đó, kể cả luôn như người tu, tôi đã chứng kiến là tôi nói vì tôi không muốn lập tên ra, tôi không muốn nói ra nó đụng chạm. Mình tu là mình phải nói những cái lời ái ngữ theo những lời Phật dạy, nhưng mà có một vài người lạm dụng cái chiếc áo, dùng cái lưỡi đó rồi đi mắng chửi người ta. Và chính những cái người đó là tôi xin thưa với quý vị rằng tôi không có muốn nói tên ở đây, và tôi đã theo dõi mấy chục năm, cuộc đời cuối cùng chết một cách thê thảm. Điều này chứng tỏ rằng những gì Đức Phật nói, những gì các bậc thánh nhân nói đều có hết. Nhưng mà vì người ta ý có một cái áo hay là có cái quy quyền gì, người ta làm lợi là chống lại một cái luật của vũ trụ, thì cuối cùng tôi nói đây thì chắc là quý vị quan chiếu đi xung quanh cuộc đời của mình đã thấy. Và chính tôi cũng đã thấy có người gì ý mình có những chức vụ cao, rồi ý mình có những cái áo rất là đẹp,
mắng chửi người ta, cuối cùng trả quả một cách rất là thê thảm. Cho nên tôi nói với quý vị, không phải là tôi là theo ông Phật là tôi nịnh ông, tôi theo, nhưng mà những gì Đức Phật nói là đều có hết, những gì các bậc thánh nhân nói là có hết. Rồi bây giờ tôi bữa nay tiếp tục tôi trả lời mấy câu hỏi. Dịch bệnh bùng phát làm con phải nghỉ công việc vừa mới sinh được đi làm 2 tháng nay. Thưa thầy, liệu khi hết dịch con không có cơ hội được người ta gọi quay trở lại làm việc nữa thì sao ạ? Đời sống của con rất khó khăn, xin thầy chỉ giúp. Thì như tôi nói các anh chị đó, khi mà mấy anh chị tin nhân quả và tôn trọng của vũ trụ thì cuộc đời quý vị không bao giờ khổ. Cái luật của vũ trụ nó rất là công bằng. Cũng như cái cửa này đóng là có cái cửa khác mở. Và quý vị chứ quan chiếu coi, những người nào mà chống lợi với thiên nhiên, những người nào mà chuyên môn đi lừa đảo người ta bằng cách này cách nọ, rồi cuối cùng cũng như tôi nói quý vị, có những người mà giàu nhất trên thế giới đó, lừa đảo người ta cả bao nhiêu là chục năm. Tắt đi con. Ai đó? Thôi. Chú Minh Đạt thôi. Minh Đạt ha. Con để thôi chút lát trả lời được. Tôi nói quý vị tôi nè. Đó là quý vị có những cái nhân vật mà chú Bạc Nam Anh Đốp. Tôi nói bị ông này ông đã chết rồi. Mà ông chết cũng mấy tháng rồi. Có thể nói ông này là một trong những cái người mà về chuyên gia về vấn đề kinh tế thế giới, được những tờ báo nổi tiếng ở nước Mỹ và nhiều nước trên thế giới ca tụng giống như là thần đồng về vấn đề kinh tế, vấn đề investment. Và tôi nói quý vị là rất may là tôi rời khỏi ông này đó. Chứ còn không, nếu mà tôi còn chắc tôi cũng là tội đồ của nhân loại. Và ông ta đã lừa đảo một cách siêu đẳng và được rất nhiều người lãnh đạo trên thế giới ca tụng. Và xin thưa quý vị rằng trước khi mà ông chết đó, là ông đã bị chính phủ Mỹ là những người đã ca tụng ông, và cuối cùng chính phủ Mỹ là đã kết án ông 150 năm và gia đình ông chết một cách thê thảm. Đó, đấy là quả báo nhân tiên. Và có những người quyền hành nhất, một trong những người quyền hành nhất trên thế giới này, khi có quyền hành trong tay nghĩ là bá chủ của thiên hạ, nhưng mà cuối cùng cả gia đình chết một cách thê thảm. Và hãy nếu còn sống cũng là một cách thê thảm. Đó quý vị thấy, tôi chỉ nói sơ sơ vậy thôi. Và kể cả luôn trong những cái người mà về quyền hành về trong tôn giáo. Tôi nói thưa quý vị là tôi không có tiện mà nói tên ra. Nói ra thì mắc công nó đụng chạm. Vì cái sự ảnh hưởng của những người đó bây giờ vẫn còn. Nhưng mà quý vị thấy không? Giàu có nổi tiếng chi mà chết một cách thê thảm. Là bởi vì những người đó không tin luật nhân quả, không có nghe những cái lời Phật dạy hay là những cái lời của các bậc thánh nhân chỉ, thành ra cuối cùng chết chi mà có mấy chục triệu đi xuống dưới để mà lo lót, không biết mấy cái ông mà Diêm Dương ông có chấp nhận tiền nữa không nữa, bây giờ tiền hiện tại đô la hiện tại với còn với Diêm Dương nói hoài đó. Là cái câu hỏi thứ 6 là dịch bệnh bùng phát làm con phải nghỉ công việc vừa mới đi làm được 2 tháng. Thưa thầy, liệu khi mà hết dịch con có được... Đừng có lo cái chuyện này. Khi các anh chị em có một cái niềm tin nơi tâm linh, làm lành lánh dữ, giữ tâm trong sạch là cuộc đời chúng ta không bao giờ khổ. Không bao giờ khổ. Cái này là tôi nói đó. Còn những người nào bây giờ có hàng trăm triệu đô la, cũng như hồi sáng này tôi nói quý vị thôi, có một người Việt Nam á, mà đi qua nước Mỹ á, làm nên sự nghiệp ở trong gia tài có thả trên 100 triệu. Nhưng mà khi chết rồi đó quý vị, bây giờ con cái mười mấy hai chục đứa mà mấy bà vợ nó quấn với nhau kiện tụng tới mấy năm nay cũng chưa xong. Đó, đây là những cái bằng chứng, tôi không có nói tên. Câu hỏi thứ 7 là con kính thầy, con ở thành phố Hồ Chí Minh, tức thành phố Sài Gòn đó, đang là tâm dịch. Con xem thầy trên YouTube, con muốn lại kinh Pháp Hoa, con xin thầy hướng dẫn cho con các nghi thức trước khi lại kinh, và con có thể dùng bản kinh online được không? Được. Bây giờ là vấn đề hiện nay,
cái sự di chuyển rất là khó, thì có thể lấy cái bản kinh online đó liên lạc với chú Minh Đạt, thấy không? Về cái phương pháp này đó, là thầy đã nói trong YouTube rất là nhiều, thì coi đi coi lại đi. Còn ở trên đó thầy cũng có nói, và một số anh chị em nó họ đã lại có kết quả, có thể liên lạc với họ. Câu hỏi thứ 8, kính bạch thầy, thế nào là một Phật tử thuần thành? Phật tử là gì? Phật tử là con của Đức Phật. Mà nếu mình là con Đức Phật đó, là mình nên thực hành những lời dạy của Đức Phật. Thí dụ như Đức Phật dạy mình làm lành đánh dữ, tránh xa điều ác, nguyện làm điều lành, giữ tánh trong sạch. Hay là như thầy nói quý vị, tin nhân quả, tụng đọc thực hành Mangala Sutta, mình làm được những cái này đó là Phật tử. Còn mà những người gọi là Phật tử đi quy y đàng hoàng nhưng mà làm toàn ngược lại những lời Đức Phật dạy. Đức Phật dạy biểu đừng có lừa đảo lường gạt người ta, đừng có sát sanh hại vật, đừng có nói lưỡi hai chiều, đừng giọng ngữ, đừng ăn trộm ăn cắp, nhưng mà họ vẫn làm. Nhưng mà chứ lâu lâu rồi nó ra chợ nó mua mấy chục nải chuối hay là mấy chục trăm ký lô xoài ổi vậy đó, vô quăng mỗi bàn đó cả trăm trái rồi nó khấn đủ thứ, thì cái này không phải là Phật tử thuần thành. Phật tử thuần thành là những người đệ tử Đức Phật, gọi là đệ tử Đức Phật á, thực hành áp dụng những lời dạy của Đức Phật, chứ không phải là mua chuối hay là mua đường mua bọt gì đó lâu lâu vô rồi cúng rồi đặt tên, thí dụ đi vô chùa mua một cây chổi đó rồi làm khổ mấy ông thầy, mua miếng đậu hũ, mua mấy cái đó, chứ mỗi tuần lâu lâu mua miếng đậu hũ hay là vài chai nước tương vô rồi làm khổ mấy vị tu đó, thì cái này không phải là Phật tử. Hay là đi đâu cũng nói mình là Phật tử nhưng mà mình tàn là đi làm những chuyện trái ngược lại Đức Phật, thì không phải là Phật tử thuần thành. Các thầy lặp lại, Phật tử thuần thành đến nào? Phật tử thuần thành là dân áp dụng tụng đọc và áp dụng những lời Phật dạy. Mà Phật dạy cũng dạy nhiều lắm, nhưng mà thầy nói đó quý vị, chỉ có thực hiện mấy điều mà thầy tóm tắt đó. Tin nhân quả, tụng đọc, thực hành Maha Mangala Sutta, nói cái đó là thành ông thánh nhỏ nhỏ rồi đó. Câu hỏi thứ 9, dạ cho con hỏi phương pháp hiện con đang tu tập ở nhà mỗi ngày, như vậy có đúng không? Kính nhờ thầy chỉ dạy con tu tập hàng ngày ở nhà cho đúng, sáng lại kinh Pháp Hoa, sám hối, đọc tụng kinh Phước Đức, tối đọc 2 biến kinh Phổ Môn, 7 biến chú Đại Bi, ok đó, tùy theo mình. Mà khi mà quý vị tụng đọc mà lễ bái đó, mình phải thành tâm thành thật, chứ không phải là chỉ như là đóng kịch nha. Đâu quý vị có những người tu thầy gọi là đóng kịch, đóng nó nghe là làm vậy, nhưng mà không, quý vị tụng hàng ngàn bản kinh, tụng hàng ngàn bản kinh mà làm tàn là những cái lời Đức Phật, ngược lại những lời Đức Phật dạy, thì không có kết quả. Cũng như tụng, tôi nói với quý vị, Đức Phật một rất nhiều bản kinh, nhưng mà bản kinh mà Mangala Sutta đó, ta dịch là kinh Hạnh Phúc hay là kinh Đại Phước Đức đó, đó quý vị chứ tụng đọc rồi quý áp dụng quý vị thực hành trong đời sống nè, quý vị thấy ngay kết quả trong đời này. Có nhiều người học chi mà tam tạng kinh điển mà tàn là làm ngược lại những lời Đức Phật dạy, thì có học 1000 kinh điển vậy nó cũng có kết quả, nói ra thì nó đụng chạm. Nó xin thưa quý vị, đó như tôi nói quý vị đó, có những người chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà chết biết giờ biết khắc. Còn có người học chi mà đủ bằng cấp hết trơn mà trước khi chết không biết giờ biết khắc, ngay những toilet cũng không biết đường đi nữa, thì làm sao mà giảng sanh được. Đó tôi nói tổng quát vậy, chứ tôi không có nói cá nhân nào hết nha. Câu hỏi thứ 10, dạ kính bạch thầy, vợ con lại kinh Pháp Hoa 8 tháng nay, con lại được 4 tháng, hiện tại con phải ở tại cơ quan trong thời gian giãn cách xã hội. Con phải gián đoạn việc lại kinh cả tháng nay, hiện tại chỉ còn vợ con duy trì việc lại kinh hàng ngày. Con xin hỏi thầy, vì điều kiện bất khả kháng con không lại kinh liên tục được, sau này con lại tiếp có được không, hay phải lại ngay từ đầu? Được, tiếp tục. Nghĩa là chúng ta khi mình
đọc tụng tụng kinh hoặc lại Phật đó, là mình tùy theo cái hoàn cảnh. Thì bây giờ con bị cách ly mấy tháng sau không có, có tiếp tục lại, không có con trở ngại hết. Câu hỏi thứ 11, thưa thầy, cho con hỏi, buổi sáng sớm con lại kinh Pháp Hoa xong, con tụng chú Đại Bi, tụng Phẩm Phổ Môn, tụng kinh Đại Phước Đức luôn, được không ạ? À? Được. Có cần đọc lại phần nghi thức sám hối và kệ kinh hay không? Hay cứ thế tụng luôn ạ? À? Được. Chứ như vậy tụng luôn, hoặc là muốn tụng lại có thời giờ. Ông Phật cũng hoan hỷ lắm các ngài. Và khi chép kinh Pháp Hoa, nếu con lỡ viết sai một hai từ thì con có được dùng bút xóa để xóa đi không? Được, được, ok, ok. Thí dụ cái nào mà mình viết sai thì mình xóa, hoặc là mình gạch cái chỗ đó mình sửa lại, viết sửa trên. Rồi, câu hỏi thứ 12, thưa thầy, con muốn hỏi hàng ngày nếu dùng tâm chân chánh, chân thành, tụng chú trì kinh sám hối để hồi hướng cho khắp pháp giới thì có được giải thoát khỏi nạn Covid không? Có. À, đó, cũng như thầy nói anh chị em đó, mình mà có cái tình thương, mình trang trải người ta, mình là cũng được hưởng phưởng phước. Cũng giống như là mình cầm cái tay mình đưa một cái cành bông hồng tặng cho người khác thì mình có thơm nữa. Nó là một cái luật của vũ trụ. Và làm cách nào để không bị nhiễm theo phương pháp tâm linh, xin thầy đó. Cái khi nào mà trong cái cơ thể của mình có áp dụng những cái lời Đức Phật dạy, thí dụ tình thương nè, yêu đời nè, mình không mắng chửi ai nè, mình luôn luôn là có cái lòng từ nè, thì cái đó là cái kháng sinh nó tăng lên. Và cái người nào mà anh chị em thấy là hay thù ghét người ta thì cái năng lượng kháng sinh nó bị giảm xuống, cái tần số đó, cái tần năng động nó giảm xuống đó. Anh chị em thấy một cái người nào mà gặp người ta hay mắng chửi rồi nghĩ xấu, nhìn vô họ không có an lạc không? Câu hỏi thứ 13, con tụng xong 180 quyển kinh Phổ Môn và đã gửi cho thầy. Trước đó con đã tụng 60 biến, giờ con tụng tiếp 180 biến rồi đăng ký tên cho chồng con được không? Rất là tốt. Làm gì chứ mà mình làm chuyện phước là làm càng nhiều thì nó càng có phước. Tu nhiều thì mà phải tu cho trúng nha. Đó, cái này cũng như con tụng, chồng con bị bận không được thì con tụng thế cho chồng con. Tuyệt vời. Số 14 là con muốn hỏi làm sao để luôn giữ chánh niệm trong cuộc sống, nghĩ về quá khứ và không lo lắng về tương lai. Biết ơn sông nhiều. Đó thì mình cũng như thầy nói thôi nè. Cái nhà của mình lau quét sạch sẽ thì không có bụi bặm. Thì luôn luôn cái tâm của mình nó lúc nào nó cũng chứa chất những cái tư tưởng hay, những cái lời nói tốt, thì nó sẽ ảnh hưởng vào cái cuộc sống của mình. Nghe rõ chưa? Cái này nó có luật. Cũng như quý vị thấy mà mình cuộc đời của mình, mình chẳng may đó, mình gặp những cái người xấu mình cũng bị ảnh hưởng, cái người mà ác độc đó. Cái này là chính tôi cũng đã có kinh nghiệm rồi đó, không phải là mình ghét gì nhưng mình tránh xa. Thầy mà giữ tâm tâm niệm là tức là mình áp dụng những lời dạy của Đức Phật. Chúng ta thí dụ thường thường có những người có cái tật là hay coi phim bạo động, thì những cái phim nó cũng ảnh hưởng vào mình đó. Rồi mình nghe những cái bài nhạc hay, những cái lời dạy của các bậc thánh nhân, đọc đi đọc lại, đọc sao cho thuộc đó. Những cái lời dạy của Đức Phật, những lời dạy của Chúa Kitô hay những bậc thánh đó, những lão tử. Cho con hỏi thầy, có lời khuyên nào cho những người ở trong khu cách ly vì Covid-19 không ạ? Sao cho họ ở khu cách ly mà vẫn cảm thấy an nhiên? Đó thì áp dụng những cái lời dạy của thầy. 15 câu hỏi hả con? Đó. Tức là tôi nói với quý vị đó, còn bây giờ đó là quý vị cách ly, đây là nó một, chúng ta ở trong một, giống như một thành phố Sài Gòn. Bây giờ cái luật nhà nước người ta cũng không muốn nó lây lan người ta ra vậy đó. Thì thay giờ mình ở trong đó là tối ngày mình sân si, thì mình sử dụng cái thời giờ mình đó, lại kinh niệm Phật, ôn lại những cái lời hay của Đức Phật dạy, hay là những lão tử, hay là Chúa Kitô, hay là những cái lời mà những cái gương sáng của các bậc, mình không có nên. Cũng như thầy nói nè, hai cái thôi thầy nói một cái thí dụ nhỏ đó,
mấy cái người mà ở tù, họ ở tù trong đó là nhìn ra ngoài cái song sắt. Có một anh đó thì tối ngày anh chỉ nhìn cái song sắt thôi, làm sao mà cái song sắt này để cho nó bể ra. Nhưng mà có một vài người cũng bị tù nhân, họ đứng trong song sắt mà thay vì họ dùng cái song sắt, họ nhìn qua những cái ánh mặt trời mọc hoặc cái sao, thấy không? Thì đúng ngày đúng tháng hết thì họ ra, họ tự do thì họ sẽ làm được nhiều chuyện tốt. Còn cái anh mà ảnh tối ngày ảnh chỉ hận thù á, thì ảnh mong cái song sắt nó bể đó thì làm sao nó bể được, thấy không? Thì cái hận thù nó tăng đó. Thành ra bây giờ cái COVID, những anh chị em nào mà đang bị cái dùng ở trong cái chỗ mà dùng cách ly đó, thì thầy khuyên là các anh em anh chị em nên viết sách, tập viết sách, hay là đầu tiên là mình có một cái chương trình rất là khích khao giống như mình làm việc đó, lại kinh niệm Phật, áp dụng mấy cái mật pháp thầy đó, thì các anh em chị thấy mà hôm nay là hàng ngàn người đã áp dụng cái đó rất là có kết quả tốt. Và thầy nói rằng các anh chị em chưa có khi nào mà hết cách ly rồi mình chưa có là mình có thời giờ nó trống như hiện nay đâu. Và nếu mình được ở thân chung với những người mà con cái hay là bà con hay cha mẹ gì chung đó, thì đây là một cái cơ duyên duy nhất mà chúng ta được sống gần những người đó, mình chia sẻ những cái điều hay, kể những cái câu những kỷ niệm đẹp, rồi tạo những cái niềm vui như vậy đó. Những vị nào mà biết đờn ca đó thì ngày mình có khoảng nửa tiếng tập đờn ca rồi hát những cái bài hay, chứ đừng những hát những cái bài buồn nha. Rồi kể những câu chuyện vui đó. Đó, có hôm nay có mấy gia đình mà hay gây lộn đó, hay gây lộn đó, thì theo cái phương pháp của thầy á thì có cái nguyện là không bao giờ kể những câu chuyện buồn, toàn câu chuyện vui. Thì tự nhiên bữa nay họ điện thoại thầy, họ cảm ơn là thưa thầy phương pháp của thầy tuyệt vời đó. Thầy nói thôi tất cả quý vị, cuộc đời nó giống như miếng kính vậy đó, cái tấm gương á, người bắt tấm gương trong nam tấm kia, hãy mình nhìn nó mình cười thì nó sẽ cười mình, còn mình méo miệng mình nhăn thì nó sẽ nhăn với mình. Đây là một cái luật của tạo hóa, thấy không? Cũng như anh chị em thấy đó, như là thầy đã nói rồi đó, cái cuộc đời của thầy nhỏ rất là khổ, sanh trong một cái đất nước chiến tranh hận thù, nhưng mà rất may gặp ông sư phụ. Ông sư phụ cũng dạy những cái điều rất là đơn giản, nhưng mà áp dụng điều nào thấy cũng là tuyệt vời, còn hơn những cái bằng cấp đó. Thí dụ ông sư phụ thầy cũng dạy, thầy nhớ rõ là ít nhất là 4 lần ông nói khi nào con uống một ly nước, ăn một chén cơm không được quyền quên ơn. Và anh chị em thấy đây là những cái câu nó rất là đơn giản, nhưng mà thầy rất là trân trọng. Trên 50 năm ở nước ngoài nhờ áp dụng cái này, cuộc sống rất là an lạc, muốn cái gì cũng có. Đó anh chị em thấy không? Như tôi nói với anh chị em đó, đi bao nhiêu chục nước trên thế giới, đi nước nào mà mình có công ăn việc làm là mình nhớ thôi. Cũng như đi tới cái chỗ mà hiện nay cái nước mà tôi đang ở đây không có cái cộng đồng Việt Nam, nhưng mà làm được một số việc. Rồi những người dân địa phương đó, họ rất là quý thầy đó. Cũng như mỗi ngày đó mình đâu có mua sữa gì, họ đem sữa tới, rồi gạo họ đem tới cho ăn, rồi họ có cái gì mà vườn họ có những trái cây hay là những rau cải gì họ đem mình, là bởi vì sao? Mình áp dụng cái mật pháp của ông sư phụ là tri ân đó. Đó, cũng như thầy nói anh chị em chứ thử đi, anh chị em áp dụng đó, cũng như anh chị em nào mà có cha mẹ nó tri ân cha mẹ thì mình phải trân trọng cha mẹ, mình đừng làm cha mẹ buồn, phụng dưỡng cha mẹ cha, thì anh chị em sẽ thấy cuộc đời có nhiều cái may mắn lắm. Mà rồi anh chị em nhìn có những người có cha có mẹ nhưng mà chuyên môn làm cha mẹ khổ, cuộc đời không có happy nha. Hay là mình ở cái nước nào đó mình chỉ làm là nước đó khổ, thì tự nhiên là một ngày nào đó thì nhiều cái bất hạnh nó sẽ đến với mình. Như là Phật thôi, chúc tất cả quý vị an lạc. Anh chị em nào có những cái câu hỏi hỏi là thầy khi nào có thời giờ tôi sẽ trả lời. Rồi chúc tất cả quý vị an vui hạnh phúc. Và khi có quý vị có an vui hạnh phúc rồi đó, thì xin quý vị cũng chia sẻ cho chúng sanh, mà chúng sanh họ được an lạc thì chúng ta cũng được an vui hạnh phúc, cũng có được phước báo. Vậy là Phật. Kính chào quý vị.